Xin chào các bạn, hiện tại thì mình vẫn đang ở cửa hàng cá cảnh Anh Trang này các bạn này. Và đây số điện thoại của cửa hàng đây. Cá cảnh Anh Trang nằm ở khu vực Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh của Bình Dương nha các bạn nha. Và bây giờ thì mình đang quay cho các bạn xem mấy con cá hồng cam này các bạn này. Có người gọi là cá hồng quế, cá hồng cam, cá hoa hồng nha các bạn nha. Thì đây là những cái con mà nó màu vàng ươm đó, màu vàng ống như vàng này các bạn này, hơi pha một tí hồng hồng cam cam này. Nó thuộc chung họ với lại con cá CK này luôn các bạn nhé. Nhưng mà độ pH thì nó chịu, cái khoảng độ pH của nó chịu kém hơn cá CK một xíu. Được bù lại là màu sắc nó đẹp hơn. Đặc điểm của nó đó là các bạn để ý ở phần chỗ đuôi đuôi nó có một cái đốm màu đen đó, thấy không? Nhìn nó hơi giống con cá chép một xíu nhưng mà kích cỡ loài này thì không to lắm đâu các bạn ạ. Nó thích hợp nuôi bầy, nhìn rất là sang trọng. Vàng ươm bầy luôn, là nó bơi nhìn đã lắm các bạn. Đây, cá hồng cam nha các bạn. Chỗ mình gọi cá hồng cam. Có nơi gọi cá hồng quế, cá hoa hồng. Mấy con vàng vàng này các bạn này. Con trống thì màu nó đậm hơn. Có con màu vàng ươm hoặc là vàng hồng. Còn con mái thì màu nó nhạt hơn một xíu. Cá này các bạn lưu ý là khi thay nước, cá hồng cam nha các bạn nha. Khi thay nước các bạn chú ý, nó dễ bị sốc nước lắm. Cái mức chịu đựng của nó thua con cá tứ vân này một xíu. Mình cần chú ý làm cẩn thận hơn một xíu nha các bạn nha. Để tránh cái bị sốc nước nó chết đó các bạn. Cá này cũng ăn tạp lắm các bạn ạ. Ăn cả động vật, thực vật, thức ăn viên, rau, cỏ, củ quả gì nó ăn hết. Đấy các bạn thấy không? Nó đang rỉ con cá chết này. Đấy có con đang rỉ con cá chết này. Gì nó ăn hết, nó rất là háu ăn. Nó cũng thuộc nhóm dễ nuôi đó các bạn ạ. Nhưng mà cũng phải sục oxy đều đều xíu. Nó cần tương đối nhiều oxy, vừa vừa thôi chứ không phải là nhiều, trung bình, ở mức trung bình. Đấy, các bạn thấy không, màu rất là đẹp ha. Nó vàng óng luôn đó các bạn ạ. Nếu mà nuôi con này thì các bạn cẩn thận, nếu mà trong hồ mà có rong thì cũng phải tùy loại nha các bạn nha. Chứ có nhiều khi nó rẻ, nó phá nát hết cả rong nữa. Công nhận màu nó nổi ghê các bạn ha. Cá cảnh Anh Trang lần này lấy nhiều cá về quá. Thường thì con cá hồng cam này mình thấy ở khu vực miền Nam này á là chỉ bán theo mùa thôi. Cứ tới mùa mưa này mới thấy bán này, chứ mùa khác không thấy bán. Cho nên là nếu bạn nào muốn mua thì tranh thủ sớm sớm đi chứ không có đến nào không có đâu. Các bạn thấy không? Nhìn khá giống cá chép vàng ha các bạn ha. Nhưng mà linh hoạt hơn nhiều, với lại nó bơi bầy. Nó bơi thành bầy thì nhìn nó đẹp. Cá này thì con trống thì cũng có đánh nhau một chút xíu xíu thôi, tùy lúc thôi. Nói chung là hồi xưa mình nuôi thì nó cũng có đánh nhưng mà đánh rất là ít, hiếm khi nào xảy ra lắm. Và nên các bạn nên đặt trong hồ có những chỗ mà cho nó chui rút, nó lượn qua lượn lại nha các bạn nha. Đừng có để hồ trống trơn. Đây, vàng ươm luôn các bạn ha. Vàng như cục vàng, nó nuôi con này trong nhà chắc là may mắn lắm đây. Rồi mình chào các bạn nha.